được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chia tổ đối kháng, bắt đầu. Đưa ta, bên này. Đề phòng hắn, bên này. Nào, nhanh lên. Không sao chứ? Nào, đứng lên. Cẩn thận chút chứ. Mọi người vất vả rồi. Vì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai đến phòng sổ sách nhận thưởng. Ai cũng có phần. Hay, tốt quá. Về đi. Được được, đi đi, đi. Hoa Luân Yên Bác. Dạ. Vẫn chưa đến thời hạn giao hàng. Cứ tạm cất vào nhà kho trước. Vâng. Thiếu gia. Ta tra được rồi. Là một tiệm lọc dầu trong thành. Ngày 28 tháng 4 của 10 năm trước, bán ra 10 thùng dầu quả. Số tiền và con số trong sổ sách đều khớp với nhau. Ta đã cho ông chủ đó xem bức quả của Mã Tiểu Lục. Ngày ấy nói chính là hắn mua. Liệu có nhầm người không? Không đâu. Hôm đó là sau tiết Thanh Minh. Vốn dĩ là mùa vắng khách mà lại có phi vụ lớn, cho nên ông chủ mới có ấn tượng. Thời gian thì sao? Là chiều hôm đó. Thiếu gia gặp phu nhân vào buổi sáng hôm đó. Tới thì phủ gặp quả quạng. Thời gian cũng khớp. Người cũng mệt rồi, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Ta đi dạo một lát. Rõ thiếu gia. Tiểu thư, không hay rồi. Nguyên Hạc nói thiếu gia đến biệt viện một mình. Cô mang đi xem đi. Ừ, được, ta đi ngay. Mẫu thân, cuối cùng con cũng tìm được người hại người rồi. Con xin thề, con nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá. Về đi. Ta không sao. Ta biết. Ta ở đây tĩnh tâm một lát là ổn. Mọi người biết không, trong phủ có ma thật đấy. Có biết Thanh Liên ở phòng ăn tập thể đó không? Chính là cô ấy. Đêm hôm qua tận mắt nhìn thấy, mặc đồ trắng, tóc dài thế này. Đáng sợ lắm. Thật à? Chuyện này chẳng phải vừa qua tiết Thanh Minh sao? Sao có ma được chứ? Chính là oan hồn đòi mạng đó. Cô nghĩ xem, ngày mai là ngày gì? Làm xong việc hết chưa? Còn ở đây tán dốc. Đi đi đi. Dạ dạ. Một lũ nói quyên thuyên thôi. Chuyện vô căn cứ.
Tiểu thư về rồi ạ? Thu Hương, em qua đây một lát. Tiểu thư sao vậy? Giúp ta điều tra một chuyện đi. Dân, phu nhân, nước trà hết lâu rồi ạ. Cô vừa nói cái gì? Mai là ngày giỗ của tiên phu nhân, danh sách vật dụng cúng tế cần người xem qua. Còn nữa, cao tăng làm phép cũng đến rồi, cần người qua đó kiểm tra. Ta biết rồi. Phu nhân, sau khi người về phòng tâm trạng cứ thấp thỏm, lẽ nào là tin vào lời đồn có ma? Ma quỷ sớm không có, muộn không có, lại cách những 10 năm mới có. Chỉ e là kẻ nào rắp tâm thừa cơ sinh sự. Ta biết rồi. Người lùi xuống trước đi. Dạ. Phu nhân, người không sao chứ? Phu nhân, không sao. Ta thì có chuyện gì được. Liên tâm, cô nghĩ ta đã đốt bao nhiêu bộ cho cô ta rồi, liệu cô ta có còn tới tìm ta không? Tiểu thư, chuyện cô bảo ta điều tra đã có kết quả rồi. Đi. Dịch con, lẽ nào là tiểu nha? Tập hợp thôi. Dân, biết rồi. Đi thôi, nhanh lên. Lúc huynh bàn bạc với trưởng quầy đinh, ta đã hỏi Nguyên Hạc, có vẻ tiến triển không được tốt lắm. Chuyện của 10 năm trước, muốn tra ra chân tướng đâu có dễ dàng gì. Như phu nhân nắm quyền trong phủ lâu năm, hồ sơ sổ sách của phủ năm đó đều đã bị tiêu hủy, hạ nhân hầu hạ cũng bị đuổi đi. Huống hồ Mã Tiểu Lục ra tay năm đó, hiện giờ đã chết. Như phu nhân chỉ cần đẩy hết mọi tội trạng lên hắn, là bản thân có thể rũ bỏ bằng sạch. Ta đến cũng vì chuyện này. Này, đây là trong sổ sách của Mã Tiểu Lục, trước và sau ngày giỗ hàng năm của mẫu thân huynh đều sẽ có một khoản chi tiêu đột xuất. Vì thời điểm gần tiết thanh minh, ta cứ tưởng là như phu nhân dùng để cúng tế bên ngoài nhà ngoại. Nhưng hôm qua Thu Hương phát hiện liên tâm đến đạo quan, mua một ít bùa. Đây, chính là đống này, huynh xem. Đây là bùa dùng để xua quỷ. Có lẽ là như phu nhân mua. Không sai. Nếu như vật chứng đều bị tiêu hủy, chi bằng chúng ta để như phu nhân tự nói ra chân tướng. Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể thử. Đừng. Liên tâm. Con nhà đầu này lại chạy đi đâu rồi? Là ai?
Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Không sao, không sao, không sao. Tống Hân Nhi, trả mạng cho ta. Tống Hân Nhi, trả mạng cho ta. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã chết rồi mà. Ngươi đừng lại gần, đừng lại gần. Tại sao ngươi lại hại ta? Thực ra ta không định hại cô đâu. Ta thật sự không định hại cô. Nhưng mà chỉ cần không có cô thì vị trí chính thức mới là của ta. Ta chỉ muốn làm cô điên, bị giam trong biệt viện mà thôi. Ta không định hại cô đâu. Nhưng không ngờ cô lại tỉnh lại. Phu nhân, nếu như ta không giết cô, lẽ nào để cho cô cơ hội khai ta ra sao? Ghi lại hết rồi chứ? Ghi lại rồi. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Cũng đủ rồi. Chúng ta vào đó đi. Ta bất đắc dĩ thôi mà. Ta đốt thêm ít tiền giấy cho cô. Ta đốt thêm ít tiền giấy cho cô. Không ngờ lại là cô thật. Mẫu thân, Ngôn Tịch, ngươi là ai? Ngươi không phải phu nhân. Ngươi là ai? Cho bà ta xem muội là ai. Cố Uyển Nhi, sao lại là ngươi? Di nương, không thể trách con được. Con cũng có nói mình là ai đâu. Là gì nhầm con thành người khác chứ? Ngươi. Mẫu thân, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu. Những chuyện vừa rồi chẳng phải là tự cô nói ra sao? Con, những chuyện vừa rồi con không làm chuyện gì hết. Là có người muốn hại con. Người ta hại cô như thế nào? Con không biết. Con, có thể là có người bỏ thuốc để con nói năng lảm nhảm. Con bị quan thật mà, mẫu thân. Con thực sự bị quan. Cô có thời gian bị đặt, ta cũng phải có thời gian nghe cô nói nhảm. Mỗi một câu cô vừa nói ra, văn thư đã ghi lại hết rồi. Từng câu, từng chữ đều là chứng cứ. Cô không chối cãi được đâu. Cô có định khai hay không? Ta cho cô nửa khắc. Cô suy nghĩ cho kỹ vào. Cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Tử Khiêm chứ. Tử Khiêm từ nhỏ lớn lên trong phủ. Ta coi nó như cháu trai ruột của mình. Mặc dù cô làm biết bao điều ác, chỉ cần cô thành thật khai ra, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Tử Khiêm vẫn sẽ là người con của cố phủ ta. Trước đây ta đối xử với nó thế nào, sau này cũng sẽ đối xử với nó như vậy. Cô hãy nghĩ cho thật kỹ vào. Con khai tất cả.